Cận ơi, tối nay sang nhà tớ ngủ đi, chúng ta cùng xem Rave Kid. Ý hay đấy, được luôn, để tớ về xin mẹ rồi tối 8 giờ tớ sang. Nhưng mà xem phim không thì chán lắm. Cậu cứ yên tâm, bỏng ngô, coca, nước ngọt, gì cũng có, chúng mình vừa xem vừa ăn. Hiểu ý nhau ghê, ok, hẹn cậu 8 giờ nhé. Ok. Con chào mẹ, con mới đi học về à, nay con đi học vui lắm. Bao ngoan nhỉ, à là định xin mẹ cái gì đây phải không? Hi hi, sao mẹ biết hay thế? Mai con bắt đầu được nghỉ hè rồi, tối nay mẹ cho con mời Kính Cận sang chơi nhé mẹ. Được rồi. Tối nay chúng con định cùng xem phim, mẹ cho con mua đồ ăn vặt nhé. Ăn đêm không tốt đâu nhá. Đi mà mẹ, con lỡ hứa với Kính Cận là mua đồ ăn để vừa xem phim vừa ăn rồi. Mẹ cho con mua đi mẹ. Được rồi, mẹ cho con mua này, nhưng đừng ăn nhiều nhá, đến lúc bị bệnh đừng có trách đấy. Vâng, con cảm ơn mẹ. Đến rồi hả Kính Cận? Vào đây, vào đây. Ái chà, cậu giữ lời phết, cậu mua cả cái siêu thị đấy à, nhiều thế. Thôi, để tớ mở phim, cậu ngồi vào chỗ đi. Phim hay quá. Ừ, hay thật, tớ không rời mắt được. Công nhận. Thôi sáng rồi, tớ về đây. Hẹn gặp cậu sau nhé. Bồng ngô ơi, giúp tớ với. Tớ bị làm sao ý? Sao sao, cậu làm sao? Kể rõ tớ nghe xem nào. Tớ không biết nữa, tớ cứ thấy mệt mỏi, chứng bụng và hơi chóng mặt. Thế gần đây cậu có làm gì không? Cả tuần nay, tối nào tớ và Kính Cận cũng xem phim và ăn rất nhiều đồ ăn vặt, đến quá nửa đêm rồi đi ngủ. Trời ạ, cái đồ ngốc này, tại vì cậu ăn đêm và thức khuya nên sức khỏe của cậu mới gặp vấn đề như bây giờ đó. Nhưng mà ăn đêm cũng có hại á, tớ tưởng cơ thể chúng ta hấp thụ dinh dưỡng là điều cần thiết. Tớ biết ngay mà, loại đồ ăn thức uống cậu hấp thụ hôm qua nếu ăn quá nhiều thì rất có hại, mà cậu biết tại sao không? Tớ không biết, nhưng tớ thấy khó chịu lắm. Phép thuật Wings, ăn chân tịnh, hey! À, tớ hết khó chịu rồi. Cảm ơn cậu bồng ngố. Để tớ nói tiếp, những đồ ăn hôm qua chứa rất nhiều đường và chất béo. Hơn nữa, vào cuối ngày, trao đổi chất của cơ thể có xu hướng chậm lại nên thức ăn sẽ khó tiêu hóa. Những thức ăn này thay vì chuyển hóa thành năng lượng thì lại chuyển hóa thành mỡ và khiến cơ thể, đặc biệt là phần bụng dưới béo lên nhanh chóng. Tình trạng này nếu kéo dài thì nguy cơ mắc bệnh béo phì sẽ rất cao. Ngoài ra, ăn đêm còn ảnh hưởng tới giờ giấc của cậu nữa. Ăn đêm khiến dạ dày phải tăng cường hoạt động để tiêu hóa thức ăn. Dạ dày cứ phải hoạt động liên tục như vậy trong lúc ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào nghỉ ngơi hoàn toàn được, mà sẽ rơi vào trạng thái khó ngủ, ngủ chập chờn. Đặc biệt, nếu cậu ăn đêm nhiều ngày liên tiếp sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến cậu mất ngủ giữa chừng. Một khi chất lượng giấc ngủ không tốt thì cực kỳ hại sức khỏe, bởi nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng như giảm trí nhớ, trầm cảm, huyết áp, tim mạch, thậm chí là cả ung thư và đột quỵ đấy. Trời ạ, tớ không nghĩ nó có nhiều tác hại nguy hiểm đến thế. Tớ mới chỉ làm một tuần mà đã thấy mệt mỏi thế này. Nếu không nhờ có cậu, tớ không biết phải làm sao. Tớ biết lỗi rồi, cảm ơn cậu, bóng ngố. Cậu biết thế là tốt rồi, nhớ nhé.